Hello mấy anh chị, lại là em đây, Ngọc, nhân viên công ty hạt giống Yến Vàng. Gọi là chào buổi sáng mấy anh chị mình nha. Hôm nay em đi trồng ớt Rego 56 ra ruộng nè. Mấy anh chị mình thấy không? Cây con rất là khỏe luôn nè. Ở đây thì mấy anh chị lựa ra, bỏ vô trong rổ như vậy nè. Xong rồi sau đó cho công gánh trong ngoài ruộng để trồng. Cây khỏe, thân mập mà, lá rất là đẹp. Em xin giới thiệu với cả nhà một đôi nét về giống Rego 56 công ty hạt giống Yến Vàng nha. Về quy cách đóng gói thì đóng gói theo quy cách 5g, tương đương từ khoảng 1.100 hạt tới 1.150 hạt. Thì bà con mình khi mà gieo lên thì khoảng từ 1.000 cây trở lên. Đó, mấy anh chị thấy không? Cây con chắc, khỏe, đều đặn, cây nào ra cây đó luôn. Thời gian sinh trưởng của giống ớt Rego 56 thì nó dao động từ khoảng 30 ngày trong vườn ươm, và khi trồng ra ruộng thì từ khoảng 60 cho tới 65 ngày thì bà con mình có thể thu hoạch được những lứa đầu tiên nha. Đặc điểm ưu việt của giống Rego 56 là tỷ lệ nảy mầm rất là cao, cây con sinh trưởng khỏe, bà con có thể nhìn thấy trong hình ha. Về sinh trưởng chèo nhánh thì rất là đồng đều, chèo với lại thân mẹ là phát triển tương đối với nhau, chèo nhánh rất là tốt, cây cứng cáp. Hiện tại giờ thì em review về cây con trước ha. Thì mấy anh chị mình có thể thấy là cây con sinh trưởng rất là khỏe. Bữa nay là giai đoạn 30 ngày nè. Hôm nay bà chị em bắt đầu cấy ra ruộng nè. Khúc này là đem cây con chất ra rổ, rồi sau đó cho công làm gánh lên trên ruộng để trồng. Phần này của em nè, hốt vô rổ không được nhiều á, chụp hình quay phim quảng cáo là chính. Quảng cáo một hồi á, em cũng thấy mệt rồi quý vị. Hốt được 3 rổ và chị thấy mồ hôi đổ quá trời, bà kêu em vô bới cơm ăn đi rồi đi làm tiếp. Em vô tranh thủ bới tô cơm nè. Hôm nay ăn cơm với canh chua nha, canh chua hương vị miền Tây, chuẩn miền Tây luôn á, ngon lắm bà con. Khúc này là do quay một tay rồi còn một tay nè, nên nó hơi gớt gớt tí xíu. Múc xong canh này em úp lại nè. Tới tiếp theo là cá rồng rồng kho mặn, vô bài rồi. Làm thì không được nhiêu hết đó, được cái là không có bỏ bữa nào hết trơn á. Mọi người kêu ăn là ăn, đụng làm là làm mà. Chị em cũng thương nhau lắm. Nghề sale của tụi em là vậy đó mấy anh chị, có vui, có buồn, hỉ nộ ái ố đủ hết á. Nhưng mà sau tất cả thì tụi em cũng bỏ qua à. Tại nghề của mình nó như vậy, làm vui cho mọi người, mang cái giá trị của bản thân đó cho mọi người là chính, chứ buồn vui gì đâu. Ôi, video tới khúc này là em cũng chuẩn bị xách ba lô lên đi làm rồi. Ăn xong giờ đi làm nè. Chúc mấy anh chị mình vụ mới trúng mùa được giá nha. Bye bye.